Một chiếc xe rất là vừa tiền dành cho những ai mà có điều kiện kinh tế vừa phải. Hôm nay thì em lại về cho các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Và đây là một chiếc xe sedan hạng B, được rất nhiều người yêu thích luôn, vì nó vừa tiện lợi, nhỏ gọn mà linh hoạt. Động cơ máy 1.6 bền lành và ăn xăng khoảng tầm 7 lít trên 100 cây thôi. Một chiếc xe số tự động, không phải là số sàn. Đấy, xe Nhật nên là đi chất của xe thì rất là ok. Đời 2004, đến nay thì xe cũng đã được 19 năm rồi các bác ạ. Nhưng mà từ nhìn từ cái form sơn, form xe này cho đến sơn của xe thì còn rất là ok. Các bác chỉ cần nhìn như vậy là các bác có thể đánh giá được phần nào của chiếc xe này rồi. Một mẫu xe Mitsubishi Lancer bản full GLX 2004. Và những cái dòng xe này đều là những chiếc xe của Nhật Bản được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, nên là độ chất, độ bền thì các bác yên tâm. Phụ tùng thiết bị thì rất là nhiều. Đấy, và em này thì được cái các bác nhìn cánh này. Đấy, nó còn căng led như này. Đấy, một mẫu xe hạng B được nhiều người yêu thích. Gia đình nhỏ gọn tiện lợi, đi thì rộng rãi hơn hẳn những mẫu hatchback. Mà cửa tiền thì đây cũng là một chiếc xe giá tiền nó rất là hợp lý luôn. Morning i10 với cái tầm tiền loanh quanh như em đang bán là 128 triệu đồng cho chiếc xe này. Thì em khẳng định với các bác là các bác chỉ mua được Morning van hoặc là Morning bản đủ 5 chỗ nhưng mà lại là số sàn. Và 128 triệu đồng thì các bác chỉ mua được xe tầm đời khoảng 2007-2008 thôi. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe của Nhật, một mẫu sedan số tự động gia đình. Xe này chắc chắn cho các bác là xe gia đình, không có taxi dịch vụ nhá. Và giá rất là hời, 128 triệu đồng, biển Hải Phòng, 15A07690. Em này thì nó hơn hai chủ rồi, nhưng mà đều là ở Hải Phòng luôn, chứ chưa ra khỏi tỉnh một lần nào. Đấy, biển số rõ ràng, sạch sẽ, ngon lành, đồng sơn xe đều. Và cái thời mà khi mà mua những chiếc Mitsubishi Lancer này á, thì thưa mấy các bác là những chiếc xe này đều tính là theo rất là nghìn đô, là nó tính là tầm khoảng gần 30.000 đô. Một giá trị rất là lớn so với mức tiêu thụ trung bình như bây giờ. Thì những cái dòng xe này nó tương đương với như những chiếc xe tầm như kiểu Mazda 3 bản full ấy. Và chiếc Mitsubishi Lancer này thì vẫn còn rất là ok. Sơn tôn sạch sẽ và kính còn zin nhá. Kính của xe là toàn bộ kính của xe là còn zin luôn. Em này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. Pháp lý, giấy tờ, tên tư nhân, hồ sơ đầy đủ. Đấy, bác chủ thì cũng là một người rất là yêu xe. Hôm qua em mua về thì bác ấy bảo là phải chạy ở đường chỗ nào thật sóc ấy, để mà nghe tiếng của cái giảm sóc của xe nó mới tốt. Bác ấy mới thay mà. Vâng. Và xe thì được cái là đèn đóm sạch sẽ, ngon lành. Đấy, các bác nhìn này, đèn trong vắt luôn nhá. Và không hề lỗi lầm. Đấy, toàn bộ đèn. Còn cản trước thì xì tốt xì tát lại rồi. Nhưng mà nói chung là về xe thì cam kết đảm bảo được là không có đâm đụng ngập nước rồi. Đấy, em này thì được cái là chạy rất là sướng. Phê, tôn vỏ căng đét. Đấy, không hề lỗi lầm. Dàn lốp của xe thì đang sử dụng dòng lốp B-Goodrich. Đấy, dòng lốp cũng tương đối khá là ok. Lốp 2020. Và các bác nhìn này, 2020 đến nay là như thế này đây. Lốp nó còn dày như thế này. Cái lốp này thì là chạy được 18 vạn. Đấy, đồng hồ công tơ mét là xe là 18 vạn. Và cái lốp này thì nếu mà 2020 là đến 5 năm. Nhưng mà các bác bỏ 5 năm mà xe nó còn như thế này thì gần như là có đi mấy đâu. Đấy, gần như là bác chủ không đi. Và các cái phần lòng cua lốp của xe thì vẫn còn đẹp. Cái chỗ này thì hơi bẩn bẩn một chút, thì cái này tí nữa em xì tút xì tát sau. Vâng. Được cái là cái dòng này là dòng xe của Nhật, nên là độ bền của nó thì khỏi bàn. Tuy nhiên là form dáng thì đời 2004 thì form này nó còn đẹp hơn cả form Vios và Atis ấy, đẹp hơn luôn đấy. Thế nhưng mà đến thời điểm này thì đây là một chiếc xe giá rẻ cho các bác luôn. Chỉ keo này, các bác bấm chỉ này. Đấy, chỉ của nó còn zin luôn nhá. Và sơn của nó là sơn màu đen mờ, rất là khôn. Đấy, là đều là sơn zin. Vâng. Tappy thì tappy da, vân ốp gỗ. Đấy, cũng là toàn những cái trang thiết bị rất là cao cấp và sang trọng luôn. Đấy, khi mà chiếc xe này ra thì là rất nhiều người yêu thích và mua. Thế nhưng mà thời điểm này thì để mà một chiếc xe này có mặt tại thị trường bán xe cũ thì nói thật các bác là hơi hiếm. Vì là những người mà người ta đi những cái xe này đều là những người trung tuổi, và các bác ấy đi giữ gìn xe rất là cẩn thận. Nên là các bác nhìn này, đấy, ghế các thứ của xe nó còn ok như thế này đây. Đấy, nó còn đẹp này. Cái ghế này không phải ghế zin nhá, mà ghế được bọc lại rồi. Đấy, nhưng mà ghế của nó vẫn còn căng và không hề lỗi. Bản lề các bác nhìn này, chưa có động ốc nhá. Bản lề này chưa có động chạm ốc luôn. Ốc còn chưa thèm ra. Đấy, ốc chưa hề ra. Đấy các bác ấy ạ. Vâng, chưa hề ra luôn.
Xe thì cứng nát và cam kết đảm bảo cho bác là không đâm đụng, không ngập nước, kính này còn zin. Em chỉ cần biết là toàn bộ kính của xe là còn zin luôn. Đấy, kính Temperlite còn zin của Mitsubishi nhá, logo rõ ràng luôn. Thì các bác yên tâm, riêng chất xe thì đảm bảo luôn. Và tappy này, các bác nhìn tappy này. Đấy, nó còn căng nét luôn, nhựa này. Xe này là không có taxi dịch vụ nhá. Đấy, không có taxi dịch vụ nên là về cái vấn đề chất của xe thì các bác không cần phải nghi ngại. Đấy. Và bộ nội thất ghế da đẹp luôn. Đấy, ghế da từ hàng trước cho đến hàng sau. Ghế còn rất là đẹp và không hề bị sờn rách. Đấy, cái đấy là các bác về lại yên tâm là chỉ có việc đi thôi. Và với cái số tiền các bác bỏ ra nó chỉ bằng ngang một con xe máy SH thôi. Đấy, SH bản full. Thế nhưng mà với cái tầm tiền đấy thì thực sự với các bác là cũng là một cái tầm tiền giá quá hợp lý rồi. Đấy, giá rất là hợp lý luôn nhá. Đấy. Chứ còn các bác bảo giờ kiếm đâu ra được con xe mà giá hơn 100 triệu mà lại số tự động hai đầu, sedan hai đầu đâu các bác. Vâng, rất là khó kiếm luôn. Đấy. Em này thì khuyến mại các bác đi kèm đó là một cái loa rất là to, quả loa vật vã súp to. Và cái này tên của nó là cái gì nhỉ? Em xem nào. Đấy, em còn chưa biết tên. Cái loa này thì nó có là loa của Trung Quốc thôi, nhưng mà đập rất sướng. Lúc nãy thì nghe nhạc rồi, nhưng mà do bản quyền YouTube thì em đã dừng lại. Đấy, em không để thôi. Đấy, cái sàn nỉ dưới của nó còn đẹp như này. Và các bác bảo những cái dòng như thế này mà kiếm được con mà nỉ nó còn đẹp như này, các bác bảo làm gì có. Đấy, hậu thùng đằng sau này. Đấy, các bác nhìn nó còn nét như này. Đấy, nó chỉ bụi bẩn đấy nhá. Cái này là bụi bẩn thôi, vì là xe em không có dọn rửa, vừa về xong, chưa kịp rửa dọn gì. Đấy, hậu thùng nó còn đẹp. Và kể cả tấm vải cứng như này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó tấm vải cứng nó còn căng như thế này. Đấy, nó không hề bị sổ lông. Đấy, các cái thành vách bằng nỉ nó còn nguyên. Nếu mà là một chiếc xe đâm đụng thì chắc chắn với các bác một điều là cái này không bao giờ còn. Vâng, khẳng định các bác là không bao giờ còn luôn. Và đinh hàn, các đinh hàn của xe là còn nguyên. Đấy, còn nguyên này. Bên này anh thấy này. Đấy, toàn bộ là đinh còn nguyên. Đấy, chỉ keo cabo cốp là của xe là còn nguyên nhá. Cái này thì bấm chỉ rồi, kiểm tra rồi thì là còn nguyên luôn. Vâng. Đấy, hai cái mép đằng sau này. Đấy, ok, không vấn đề gì. Và xe thì cũng còn tương đối là đẹp. Đấy. Dòng này thì nói chung là một cái dòng xe chạy tương đối là bền, bền bỉ luôn á. Và Mitsubishi Lancer là một cái mẫu xe hạng B, nhỏ gọn tiện lợi hai đầu. Đấy, các bác để đồ trong cái cốp này rất là tuyệt vời. Đấy, tiện luôn. Tôn sườn thì gõ nhẹ nhàng và lốp dép thì dày, toàn bộ dàn lốp của nó thì quá ok rồi, không chê được cực điểm nào. La răng đúc 5 bánh, đấy, 4 chấu kép. Và đây là 4 chấu kép, phanh đĩa hai bánh trước. Và đằng sau là phanh tăng trống nhá. Cửa thì chắc chắn, dòng này thì cửa đúng chắc chắn luôn. Và chỉ là chỉ zin, à, chỉ zin đây này. Nói chung là với cái tầm tiền như thế này mà để kiếm vào một con xe Nhật thì em cũng khẳng định các bác là hơi khiếm. Nhiều bác cứ bảo là có đầy, đấy các bác cứ đi tìm các bác biết ngay. Và vì thị trường xe cũ thì thực sự là những chiếc xe cũ thì tương đối khá là nhiều. Nhưng mà để mà mua một chiếc xe như thế này, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật và độ bền độ lành như thế này thì đây là một chiếc xe tương đối là ok. Đấy, kính điện 4 cánh này hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, phim cách Nhật đầy đủ nhá. Cái này em hạ kính xuống đầy đủ luôn. Đấy, các bác ơi. Đấy, hạ kính này hoạt động hoàn toàn ok. Đấy các bác thấy ạ. Vâng, form xe cực kỳ cứng luôn. Đấy, nội thất thì tươi rói rói này, sạch sẽ và không có lỗi lầm, không đâm đụng nhá. Đấy, ốc bản lề còn chưa động chạm cả hai cánh luôn thôi. Con này thì được cái đúng là cứng thật. Vâng, phải nói là cứng luôn. Cốt keo keo chỉ thì bên em đảm bảo luôn đấy các bác. Và em này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 24. Dòng này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm nhá. Đây cho các bác xem gầm này. Quả gầm này của nó mới là phê. Đấy, gầm này. Đấy, gầm nó còn nét như thế này. Đấy, 2004 mà gầm nó vẫn còn được như thế này. Đấy, con này thì đúng là phải cảm ơn bác chủ cũ là bác ấy là một người giữ gìn. Thế nên là khi mà mua cái chiếc xe này em có gọi là giảm bớt được nghìn nào đâu. Bác ấy bảo sao là em gật gù mua vậy luôn. Và mua giá hơn 100 triệu đồng luôn. Nhưng mà cái dòng này thì bên em bán chỉ gọi là lãi vừa vừa thôi, lãi ít thôi. Để gọi là mình có giao dịch thôi. Chứ những chiếc xe chất như này các bác biết thừa là giá bao giờ nó cũng là giá độc, giá hiếm rồi. Đây, các bác nhìn này. Em hỏi thật các bác kiếm đâu được một con xe nào mà có quả vân ốp gỗ nó còn được như này không? Hiếm luôn. À, đấy các bác nhìn này, hiếm luôn.
Đấy, còn nguyên hiếm như này này. Đấy, ra không thì cái chỗ này nó hơi sần, vì là cái này trước bác để nguyên nó cái dùng. Nhưng mà cái này thì đúng là hiếm luôn đấy ạ. Vâng, hiếm luôn kể cả từ Vân ốp gỗ. Và xe thì chạy được 18,8 vạn, gọi 19 vạn đi. À, 19 vạn cho một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, vô lăng đẹp. Đấy, cái này thì đây, khâu da nó bị chầy đây này. Nhưng mà đúng thôi, dùng lâu năm thì nó phải chầy. Nhưng mà có cái là cái này thì các bác có thể là thay được, không vấn đề gì. Đơn giản. Đấy. À, các cái phần này nó còn đẹp như này. Đấy, em thì cứ có sao thì báo vậy thôi. Cái màn hình này thì nó hơi cũ rồi, nó bị vỡ rồi, kém rồi. Thì cái này là các bác có thể thay được. Đấy, các bác có thể thay. Đấy, màn nó tự động. Cái màn này đời xưa là cũng ối tiền đấy, đấy. Nhưng mà bây giờ thì thua hết màn Android. Nên cái đấy thì bình thường, không vấn đề gì. Điều hòa cơ, ok. Rồi đầu cái này nhạc nhẽo đập sừng sừng luôn. Và nghe nhạc nhẽo các thứ là ok. Cổng sạc cũng như là cái chỗ để gạt tàn. Đấy, và bên này thì là vân ốp gỗ này, số tự động nhá, P này, lùi này, đỗ này và đi. Cái này nó có hai chế độ thêm là DS là đi chậm và cái L là đi chậm chậm hẳn. Cái này chỉ dành cho bác nào mà hay đi đồi đèo thôi. Và khóa khiển của chiếc xe này thì là khóa chế mới, trông giống hệt như con Beijing X7, phải nói là khiếp. Rồi, và phần táp lô thì tương đối là sạch. Đây các bác nhìn này, táp lô đẹp luôn này. Đấy. Không hề bị lỗi lầm tí nào luôn, đẹp luôn. Đấy, các bác bảo thế này chấm mê. Cái chỗ để đồ cái che nắng này nó còn nguyên chữ này. Đấy các bác kìa, nỉ nó còn đẹp như này. Nỉ nó còn sạch này, còn cái nỉ sau này thì thôi, chấm điểm trừ cho nó khoảng tầm 2 điểm nữa. Bây giờ thì ta sẽ để nổ chiếc xe nhá, để xem là hoạt động nào. Đấy chà, nổ cái lên ngay các bác ạ. Tua rất thấp nhá, con này tua chỉ 600 vòng phút thôi. Rất thấp luôn. Đấy. Tua cực kỳ thấp và máy thì tương đối là ngon. Em này thì có một cái điểm trừ ở chiếc xe này, đó là đến thời điểm này mà phải nói là xe được giữ được như thế này thì em cũng đúng là chuyện lạ, hiếm có luôn. Lâu lâu mới hiếm kiếm được con. Chứ còn xe thì ai cũng bảo là con nào cũng khen đẹp khen ngon, nhưng mà con này đúng thực sự nó ngon hẳn. Đây, em sẽ chống capo lên và ta sẽ cùng xem khoang máy. Động cơ của chiếc xe đang là động cơ Mitsubishi. Đây, động cơ Mitsubishi này. Đấy, của Nhật, máy 1.6, máy thì êm khô ráo sạch sẽ và không có lỗi. Đấy, máy này thì không có hơi thừa hơi khoái, dầu này. Dầu nó vàng luôn. Đấy, các bác về cứ đừng thay ngay nhá, bác mà thay nó phí tiền thôi. Đấy, và không có hơi thừa hơi khoái, dàn co nhảy tiếp tục. Đấy, không hề có lỗi lầm. Đấy, cái này em chỉ biết là như vậy là không ngon rồi. Và ga đạp khỏe hơi căng là được rồi. Chứ còn nhiều bác cứ bảo là nó phải thế này phải thế kia là em nói thật nó 10-10 lắm. Mà đây là xe 2004 đến bây giờ là 19 năm rồi. Đấy, con này trông vậy nhá, nhưng mà ABS đầy đủ. Đây, ABS đây, không phải là lúc nãy báo láo nhá, còn nguyên luôn. Và vách nỉ này của nó vẫn còn nguyên. Đấy, vách nỉ còn nguyên. Và dàn co, dàn đầu của xe là còn ok. Đấy, két nước này. Đấy, két nước xịn sò. Và xe thì đấy các bác yên tâm là không có lỗi lầm nhá. Một chiếc Mitsubishi Lancer 2004. Đấy, tất cả các cái lỗ này nó còn nguyên. Đấy, các cái lỗ này nó còn nguyên. Và cái này thì mất cái tấm nỉ chống nhật rồi. Nhưng cái này là mất lâu rồi, không phải mới mất. Nên là nó vẫn còn bụi bẩn đây này. Đấy, xe thì tình trạng là có sao báo vậy. Đấy, nguyên đây này. Đó, các bác nhìn nhé, còn nguyên luôn. Đấy, đầu răng hai bên là còn nguyên. Tai đèn là ok. Xe thì đầu sắt xi đã kiểm tra rồi là không có đâm đụng. Còn đâu là va chạm xước xác thì thôi các bác thông cảm nhá. Tránh không tránh được những chiếc xe mà đã chạy đến 20 năm, kể cả đến người 20 năm em nói thật chứ nhiều bác cái nói bảo là xe va quẹt xước xát này nọ. Em đố các bác nào mà 20 năm mà các bác không ngã một lần nào đấy. Đấy đố, cái đấy là chắc chắn luôn. Thế nên là với những chiếc xe như thế này thì cái chuyện va quẹt xước xát là chuyện bình thường. Nhưng mà không có đâm đụng là được. Vâng, chắc chắn các bác là không có đâm đụng. Máy số ngon, lổ thì thầm và chạy thì phê, con này chạy phê luôn nhá. Bây giờ thì em với các bác sẽ cùng đánh võng một vòng quanh khu này. À các bác nhìn này, gầm nó còn đẹp này em ạ. Oh, 128 triệu đồng nhá. Cho một chiếc xe giá hợp lý, giá rẻ luôn. Giờ ta cùng chạy quanh khu này để xem gọi là chất xe. Em này thì được cái là số má như ngọt ngào, nhẹ nhàng, không hề bị lỗi nhá. Đấy, chạy ngon ngay. Đấy các bác thấy không?
chạy phê luôn chứ nó không bị lỗi đâu. Con này thì được cái là chạy rất chắc xe. Đấy, úi giời, đi vào những cái chỗ sóc là nó cũng không bị lạng lách. Đấy, và cái lái của xe thì rất là chắc chắn luôn. Vừa rẻ vừa ngon, vừa bổ vừa chất và vừa hợp lý vừa túi tiền. Đấy, bác nào mà yêu thì alo điện thoại ngay nhá. Đấy, em đang trên đường về chiếc Mitsubishi Lancer bản 2004, không có lỗi lầm. À, không có lỗi lầm này. Đấy, quá ngon, nhưng một chiếc xe tuyệt vời. Con này mỗi điểm cái trừ nhá. Đấy, vô lăng cái chỗ này rách này. Cái này bình thường không vấn đề gì vì là không có bọc vô lăng trước. Còn cái những cái chỗ này em đố các bác kiếm đâu được con nào mà cái gỗ nó còn được như này. Đấy, điều hòa con này thì mát lạnh luôn. Điều hòa lạnh luôn đấy. Vâng, đầy đủ giấy tờ hồ sơ nhá. Pháp lý đầy đủ chuẩn chỉ luôn, không hề lỗi lầm. Xe chạy cực êm, cực phê và không chê được câu nào. Đấy, là bác nào mà thích thì alo ngay cho em. Ôi con này mát lạnh. Lạnh luôn. Đấy, không hề lỗi mà lạnh luôn. Đấy. Úi giời, đánh bóng. Úi giời. Đấy, úi giời. Đi đường phải nói là những chiếc xe như như này chạy nó sướng các bác ạ. Vâng, chứ mình đi những cái con xe nó yếu, nó ì và nó nhỏ, nó chật, nó bí, nó phí đó. Còn đâu là tùy mỗi người ai thích thì xe đẹp thì chơi con ngon đời cao giá rẻ. Còn con này em đời thấp nhưng giá lại rẻ cơ. Đấy, 120, đây là một chiếc xe 128 triệu đồng thôi nhá. Đấy, kính điện các thứ là lên xuống bình thường, không hề lỗi lầm. Đấy, úi giời. Đấy, lên xuống bình thường lại. Đấy, em bật kính này lên luôn nhá. Đấy, ok. Ồ, kính bên này đóng rồi.